Chivas Regal là một trong những thương hiệu rượu whisky vô cùng nổi tiếng hàng đầu thế giới và rất được người Việt Nam vô cùng ưa chuộng và tin dùng. Chivas thì có nguồn xuất xứ từ Scotland và được lên men từ nguồn nguyên liệu là mạch nhã và ngũ cốc. Sau khi được lựa chọn cẩn thận thì các nguyên liệu này sẽ được ủ theo một quy trình khép kín trong các thùng gỗ sôi trong nhiều năm, kéo dài từ 12 năm, 15, 18 cho đến 21. 25 năm, có khi là tận 38 năm. Và với mỗi thời gian ủ trong thùng gỗ sôi khác nhau sẽ mang đến cho anh chị những dòng Chivas vô cùng phong phú, khác biệt về hương vị, hương thơm và mang cho anh chị những nét riêng biệt cho mỗi dòng Chivas khác nhau. Trải qua 12 năm ủ thì đấy là một khoảng thời gian vô cùng hoàn hảo và phù hợp để tạo ra những trái Chivas đúng chất. Và những chai rượu này sẽ mang âm hưởng của sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Rượu sẽ có màu hổ phách vô cùng sáng trọng và bắt mắt với hương thơm ngọt ngào quyến rũ của mật ong và táo đỏ. Hiện nay, Chivas 12 được dùng rộng rãi trong các cuộc hội họp, từ hội nghị, hội thảo cho đến các cuộc gặp mặt gần gũi thân thiết, bởi vì dòng rượu này rất dễ uống và có chi phí rất là hợp lý mà mọi người có thể sử dụng trong hàng ngày. Với thiết kế vỏ hộp vô cùng tinh tế, sang trọng và bắt mắt, lấy màu đỏ là màu chủ đạo, được coi là màu may mắn trong dịp năm mới của người Việt Nam ta. Đây là một điểm cộng rất lớn cho dòng Chivas 12 này để anh chị có thể làm quà trong năm mới 2024. Và nếu anh chị muốn tìm hiểu thêm về những dòng rượu khác, anh chị hãy xem thêm thật nhiều video trên kênh AvinoWise hoặc gọi vào hotline 0826 737 737. Và anh chị đừng quên subscribe kênh AvinoWise để xem thêm thật nhiều video về rượu vang và rượu whisky vào ngày mai nhé.